Alo, alo, 1234, 1234. Đây là đài phát thanh truyền hình tiếng nói DM YouTube. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Ôi, nhẽ là mình không định báo ác rồi đâu, nhưng mà vừa rồi nói chuyện xếp dương gửi cho quả ảnh khu lạc 7 sao. Chà 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 chà. Choáng thật sự luôn. Thế mình hỏi là sao lúc đầu thống nhất là chỉ lên 6 sao, tự nhiên là mình up lên 7 sao kinh đấy. Đây mình vào ác cho các bạn xem nhé. Thế xem xương bảo là đâu làm gì đâu, vừa nạp tại sáng chú mày gì nhỉ, quay hồn hạc mất đúng không, anh lại nạp vào mấy cái gói gọi là sự kiện ưu đãi ngày ấy, nó lại có mấy cái vé, chứ là chả biết làm gì lại đi quay hồn hạc Kula, và cuối cùng thừa mảnh các thứ, thế là đành phải up vào Kula 7 sao. Và các bạn nhìn thấy chúng ta hiện tại có một con 7 sao nữa à, đến từ Nick Legend Yori này, sau con Mai và con Tachibana Ukyo. Các bạn nhìn thấy sau Mai và Tachibana Ukyo thì chúng ta có một nhân vật tiếp theo 7 sao, đó chính là Kula Diamond đúng không, với lực chiến là 43.849, công 24.097, thủ 7.901 và sinh lực là 290.553. Đó là Kula 7 sao. Ok, đây sau khi mình có nói lại bảo là thế nào xếp ăn nó thế cái gì mà đã chơi Kula 7 sao. Ở đây các bạn nhìn thấy này, chúng ta có một cái sự kiện là đây là phúc lợi quà nạp mỗi ngày, không phải cái này anh em, mà là cái chiêu mộ hạn giờ này, anh em nhìn lại cháy hàng này. Đó, anh em nhìn chúng ta có một sự kiện đó là nạp như này, các bạn nhìn thấy này, đặc quyền chiêu mộ hồn hộp hồn hạp, chúng ta gọi hồn hạp nhá, gọi hồn hộp giống như kiểu ôi đặc quyền chơi mộ hồi hồi hộp ấy, đọc cái hồn hộp này giống như hồi hộp phải cả đái, nên là thôi mình sẽ đọc là hồn hạp cho anh em dễ dễ nghe, nó lọt tai mà nghe đỡ khó hiểu nha anh em nhá. Ok, các bạn nhìn thấy chúng ta ở đây là sự kiện ưu đãi một ngày cập nhật theo ngày, và hôm nay chúng ta sẽ có ba cái gói, đó là quà chiêu mộ hồn hạc, quà chiêu mộ hồn hạc và đặc quyền chiêu mộ hồn hạc nha các bạn nhá. Cái gói cao nhất thì có giá trị là 2 triệu, chúng ta sẽ nhận được 30 mảnh vạn năng, 2 triệu vàng à, ui 2 triệu vàng, tôi nhắc lại đây là 2 triệu vàng các bạn, 6.288 kim cương, cùng với đó là 40 cái xu chiêu mộ hồn hạc. Các bạn để ý ở đây nó có một cái dòng chữ này, các bạn ở đây để các bạn để ý ở đây dùng mình, nó có một cái dòng chữ đó là dùng ở hoạt động hồn hạc bất kỳ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái xu chiêu mộ hồn hạc này các bạn có thể sử dụng để chiêu mộ ở cái hoạt động hồn hạc Kula này. Sau này chúng ta sẽ có hồn hạc của Ca Phẩy này, hồn hạc của Ochi, Rugal, Hisi, tất cả những con nào có hồn hạc đều có thể chiêu mộ được nha anh em nhá. Cho nên là nếu mà anh em nào chơi cái gói này thì không nhất thiết là phải dùng luôn, anh em hiểu không? Nó không giống như cái vé, nó không giống như cái gì nhở? Cái vé mà quay robot hay sao ấy, mình không nhớ nữa, đúng không? Có những cái nó sẽ bắt các bạn phải dùng, bắt buộc phải dùng ở sự kiện đó, nhưng mà có những cái nó cho các bạn dùng ở những sự kiện khác, và đó là cái vé gọi là chiêu mộ hồn hạc nha các bạn nhá, xu chiêu mộ hồn hạc. Vâng, còn cái mà như mình đã nói với anh em á, cái xu chiêu mộ kim cương ấy chắc chắn sau này vẫn sẽ dùng được, và nó vẫn sẽ có thể dùng để chiêu mộ những boss, những con có sĩ từ chất SSR được nha anh em nhá, cái này mình khẳng định là dùng được. Cái xu chiêu mộ kim cương đó anh em sẽ sử dụng vào cái hoạt động như kiểu là chiêu mộ tướng ấy, chiêu mộ tướng mà có cái tăng cái tỷ lệ mà 66% lên anh em, sắp đấy mình nghĩ là nó sẽ có cái sự kiện đó, anh em có thể tham gia được, nên là mình vẫn khuyến khích là anh em nông dân với anh em mà tiết kiệm đúng không, anh em nào mà có khả năng tiết kiệm thì anh em nên để dành cái xu chiêu mộ kim cương đó lại và chờ cái sự kiện gọi là tăng tỷ lệ rút ra tướng đó đúng không, để anh em dùng thì mình nghĩ là hợp lý hơn. Ok, và chúng ta đến với quà chiêu mộ hồn hạc với gói 500.000. Ở đây các bạn nhìn thấy có 800 kim cương, 15 mảnh Kula, 10 cái xu chiêu mộ hồn hộp đó, và đây là gói 200.000, à gói 100.000 với 3 cái xu chiêu mộ hồn hộp. Vậy tổng cộng ở đây là chiêu mộ tổng là các bạn nhìn thấy nó đây là, nếu các bạn nạp hết full gói chúng ta sẽ mất tầm khoảng là 2.6 triệu đúng không, full gói các bạn sẽ mất 2.6 triệu và nhận lại được tầm khoảng 53, không phải tầm, nhận lại chính xác là 53 cái vé chiêu mộ hồn hạc nhé các bạn nhé, 53 cái xu chiêu mộ hồn hạc này, cùng với đó là 30 mảnh vạn năng siêu, 2 triệu vàng, 2 triệu 8, 3 triệu 1, và con số khá là nhiều. Và mình nhớ các bạn có nhớ không, lúc mà mình tiêu kim cương ấy, lúc mà mình tiêu kim cương ấy ở cái clip trước ấy để nhận được cái hồn vũ khí Kula ấy, thì nó rơi tầm khoảng hơn 30.000 một tí, 30.000 150 mấy ấy,
đúng không? Bây giờ tiêu đã lên đến 37.000 rồi, không biết là chắc chắn là sếp Dương vừa vào dùng cái vé kia quay Kula và còn bonus thêm vài phát nữa, nên là các bạn mình nhìn thấy là nó mới lên đến cái tầm 37.216 kim cương này, đúng không nha? Và chúng ta kết quả là chúng ta có một con Kula 7 sao như thế này. 7 sao thật sự nó cũng ngon đấy các bạn hãy đọc này về cái hiệu quả ở cái tinh mạch nhé các bạn nhé. Cái tinh mạch ấy ở dưới cái chiến hồn này, do mặt mình che mất tại mình không muốn kéo cam nữa. Ở cái tinh mạch này các bạn hãy đọc cái dòng này: thể chất băng tuyết cấp 5 này, hiệu quả này, năng lượng xuyên kích tăng 2%, tăng tỷ lệ thi triển kỹ năng liên kích trong tự chiến đấu là 5%. Cái tỷ lệ thi triển kỹ năng liên kích này là như nào các bạn? Dạng như kiểu nó bắt perfect ấy các bạn, nghĩa là dạng như kiểu khi mà càng bắt perfect càng nhiều ấy, thì tỷ lệ cái sát thương nó càng cao, người ta gọi đấy là sát thương liên kích đấy, anh em hiểu không? Cái sát thương liên kích cũng có thể, đấy là theo ý hiểu của mình nhé, cũng có thể nó là tăng tỷ lệ thi triển kỹ năng liên kích. Ở đây là kỹ năng liên kích ở đây cũng có thể nó hiểu theo kiểu nó sẽ ưu tiên sử dụng combo Kula trước. Ví dụ kiểu Kula có trong cái trận đấu có 6 con đấy, nhưng mà chúng ta chỉ có 9 ô năng lượng thôi đúng không, thì nó sẽ ưu tiên ví dụ lấy của Kula, nó hiện mặt con Kula ở số 1 và số 3 chẳng hạn, thì nó sẽ ưu tiên sử dụng Kula 1 này, Kula 3 trước so với những con khác. Đấy là theo ý hiểu của mình, nhưng mình không chắc lắm về cái này. Nhưng mà khả năng cao là cái tăng tỷ lệ thi triển kỹ năng liên kích này, có nghĩa là mình nghĩ là cái tỷ lệ bắt pơ các thứ hơn đấy thì nó sẽ cao hơn để giúp cho cái đam dồn nó to hơn đấy. Đó là con Kula 7 sao. Bây giờ mình sẽ test con Kula 7 sao cho các bạn nhé. Hiện tại thì nick này mới chỉ có 2 con lên được tư chất, các bạn nhìn thấy 2 con lên được cam cũng 2 thôi. Đó là Kyo Kusanagi này và Ca Phẩy. À, nhiều bạn nói là anh ơi đừng đọc là Ca Phẩy, đọc là cây là được rồi đúng không? Nhưng mà thật sự là đọc cây thì nghe nó tây tây kiểu gì ấy. Nên là thôi, chúng ta cứ gọi nó là Ca Phẩy, giống như ở trong cái tiếng Việt ấy, đọc cho nó dễ hiểu đúng không? Mọi người đều đọc như thế đúng không? Nói chung là cách đọc về tên nhân vật ấy, ngày xưa mình vẫn còn nhớ cái thời mình mới bập bẹ chơi ấy, mình đọc con mây chờ ấy đúng không? Ê, con này này, mình nhớ nhiều con mình đọc sai lắm các bạn. Ví dụ như ở con mây chờ này chẳng hạn đúng không? Ngày xưa mình cứ đọc con Mature. Ê, xong thì con vai này ấy, đúng không? Chúng ta cứ đọc, mình cứ đọc là con Vike. Đấy, xong thì anh em bảo là phải đọc là vai, con kia đọc là mây chờ. Xong còn một con nữa cơ, buồn cười lắm. Ê, con dâu. Ok. Mọi người con này phải đọc là dâu đúng không? Mình cứ ngày xưa con xoe. Thế là buồn cười, mọi người cứ bảo là anh phải đọc lại cho nó đúng tên đúng không? Thế là bắt đầu mới sửa dần, bắt đầu thành mây chờ, bắt đầu thành vai, bắt đầu thành dâu miếc này. Ok. Còn con Ca Phẩy này thì mình cứ quen mồm lúc nào này. Mình lúc nào là Ca Phẩy lắm. Ít khi mình gọi nó là cây lắm. Gọi cây nó cứ thế nào, thề các bạn như thế. Đấy là cái cách gọi tên, nói chung là tùy thôi, mỗi người có một cách gọi khác nhau, nhưng quan trọng là khi nào mình nói ra mọi người hiểu là được đúng không? Bây giờ tôi nói cây chứ chắc anh em đã hiểu đâu đúng không? Vì tôi bảo con này con mây, à tôi thì tôi gọi con này con Ca Phẩy từ lúc tôi chơi nên giờ, nên anh em nghe quen tai thì cứ nghe vậy thôi. Giống như ở con Miku ấy nha, bây giờ tôi chả nhớ tên, nó là cái bỏ mẹ ấy. Con Miku là con gì nhỉ? Con Miku chính là con Chiru này, con chị hay con em của con Chiru này. À, con gì nhỉ? Con mặc áo xanh nha, mình không nhớ nữa. Từ hồi mình gọi nó là Miku đến bây giờ mình không thể nào mình nhớ được tên nó là cái gì. Nó cứ quen mồm, lúc nào nhìn thấy nó cái mặc định là Miku, nhìn thấy nó mặc định là Miku. Thề luôn với anh em là như thế. Ok, chúng ta sẽ cùng xem một vài trận đấu với Kula 7 sao nhá. Tất nhiên rồi, cái nick này đánh thì đây, mình sẽ cho 3 con 7 sao vào đi, nhìn cho nó ngầu đúng không? Nhìn cho nó ngầu. Ok, 3 con 7 sao nhìn cho nó ngầu lòi đúng không? Đẹp không? Ba con 7 sao nhá, nhìn ngầu lòi nhá. Chúng ta dùng chiến đấu nào. Ồ, lực chiến các bạn nhìn thấy này. Lực chiến tổng các bạn nhìn thấy là lên đến 450.000 rồi, cán mốc 450.000 không à 549 rồi. Và một hit KO mới đang ở ba lực chiến tổng đấy, ở 307.000 đấy các bạn. Ok, mình sẽ thử một hit KO nha các bạn nha. Xem thật sự là có chơi nổi hay không với ba con 7 sao như thế này. Vác con 3 con 7 sao ra chơi thử có ông hit KO này. K đam. Thật sự là bên này ấy, mình thấy là thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Tướng bên này cảm giác nó cân bằng hơn một chút, mặc dù lên 7 sao các bạn cũng không nhìn thấy sự khác biệt lớn đúng không?
Mặc dù lên 7 sao thì các bạn có nhìn thấy sự khác biệt lớn không? Mình thì không nhìn thấy sự khác biệt lớn cho lắm đúng không? Đó, mình thì không nhìn thấy sự khác biệt lớn về 7 sao cho lắm. Kể cả về độ trâu bò cũng như lượng sát thương ấy, đúng không? À, chém được 97 ca máu. Mai là 254k. Có lẽ phải cần một con tanh ở đằng trước các bạn nhỉ, đúng không? Mình sẽ cần một con tanh ở đằng trước nha. Hay là mình sẽ đắp ở đây. Chưa mở hết chiến hồn đúng không? Tại cam 1 có trầm châu này. Ở đây mình sẽ test như thế này đi đúng không? Cho các bạn nhìn rõ hơn về con Kula 7 sao này nhé. Đây. À, đây có cả Kyo nữa cơ. Kyo cũng 7 sao, mình quên mất các bạn là Kyo 7 sao. Đây, để này đi. Chiến đấu nào, chúng ta sẽ cùng xem lại nhá. À, một hit KO. Ở đây là 192 và đây là 201 nha các bạn nhá. À. Coi như là đây là có 4 con 7 sao đây anh em. Hay là tôi để một đội hình full 7 sao vào nhờ. À. Ôi thế mà không kịp lên nộ rồi các bạn nhỉ. Ôi sao con Ukiyo Tachibana có đỡ đòn tốt thế nhỉ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Các bạn thấy nhìn nó đỡ đòn tốt không? Các bạn nhìn thấy nó có đỡ đòn tốt không? Các bạn nhìn thấy không? Còn đây có cái gì mà nó đỡ đòn tốt đấy nhỉ? À, có chiến hồn, chắc có chiến hồn rồi. Chắc có chiến hồn này các bạn. Úi ở gần chết một Kula các bạn. May quá có cái chiến hồn bật khiên hộ thuẫn lên các bạn ạ. Không thì chết tắc thở vào đấy rồi. Không thì chết tắc thở vào đó rồi đấy. Ủa, Kyo đàm tốt nhỉ? Kyo đàm 374 liền. Mình sẽ để một đội hình full 7 sao cho các bạn nhìn cho đẹp nhé. Đủ full 7 sao nhỉ? Ở đây chúng ta còn có gì 7 sao nữa nhỉ? Yori 6, Terry 6. 6. 6, không phải 7 à? Kim 6, Mari 6, đây King 7 này. King 7 sao này, 246, 246. Ui mẹ bên này. Đây, Athena 7 sao này. Ok chưa? Single cũng 7 sao này. Chiru 5 sao này, Whip 7 sao này. Tại sao mấy con này 7 sao thì các bạn biết rồi đấy. Vì đây này, con này cũng 6 sao này. Tại sao mấy con này 7 sao thì các bạn biết rồi đúng không? Tại sao mấy con này 7 sao thì các bạn biết rồi. Con Whip, con gì nhỉ? Athena 7 sao thì lần trước có sự kiện lấy mảnh Athena. Mỗi ngày nhận bao mảnh, xong đến ngày thứ 5 nhận 100 mảnh nha các bạn. Còn King 7 sao này là do quay vừa rồi này, cái quay hồn hạt Kula nó tặng King này, nên là con King này cũng lên 7 sao này. Con Whip cũng 7 sao là ở trong đó, con Single 7 sao có khi là do quay nhiều thì nó sẽ ra. Ok, chúng ta có một cái đội hình 7 sao và chiến đấu với một hit KO nha các bạn nhá. Full team 7 sao, nhìn phê chưa? Phê lòi luôn này. Chiến! Chúng ta cùng xem 7 sao và cho đẹp đội hình thôi. Có kế thừa rồng, kế thừa rồng đây các bạn nhìn thấy có khống chế nhá. Thôi chết rồi, mai bút nộ cho Kyo à. Khó thở rồi các bạn nhìn thấy Kyo, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy Kyo không? Các bạn nhìn thấy Kyo nó tự lên nộ không? Các bạn có nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy cái nộ của Kyo không? Các bạn nhìn thấy à? Các bạn nhìn thấy để ý cái thanh nộ vàng này đến từ vị trí của Kyo này. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy Kyo lên nộ tốt không? Các bạn biết tại sao không? Đấy các bạn nhìn này, ở đây chỉ duy nhất Kyo nó cứ lên từ từ thôi. Mất Kyo nó cứ lên thôi. Kể cả lúc lúc mà nó chưa bị đánh ấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đố ông nào biết tại sao ạ? Đố ông nào biết tại sao ạ? Hình như là do cái hồn gốc của Kyo hay sao ấy. Đây chúng ta xem lại một trận nữa nhá. Hình như là do cái hồn gốc của Kyo hay sao? Đâu nhỉ con Kyo, đâu nhỉ mình xem lại. Hình như do cái chiến hồn của nó ấy bạn. Chiến hồn tự hồi nộ hay sao? Đây là cái chiến hồn Thanh Long. Đây này các bạn nhìn này. Mỗi giây sẽ hồi phục 10 điểm nộ đây này. Hiệu quả tối đa thì các bạn nhìn thấy là mỗi giây sẽ hồi phục 12 điểm nộ. Đó,
Đó lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy con Kyo cứ bình thường, cứ tự nhiên nó cứ cứ mỗi lần nó sẽ nhích lên một tí nhá. Đây sẽ làm để cho các bạn xem lại nhìn kỹ hơn này. Nhìn kỹ hơn này. Các bạn nhìn này. Đó, nó tự lên này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Nó tự lên như này. Cu lạng có cái hồn này hay sao ấy? Đúng không? Cu lạng có cái hồn này này. Cu la cũng lên này các bạn này. Cu la cũng lên này này. Có cu la với Kyo là tự lên độ này các bạn này. Chắc là hồn của cu la cũng tự lên được đúng không? Đấy, Kyo nãy giờ có ai động vào nó đâu, nó vẫn tự lên độ này các bạn này. Và đó là cái chiến hồn thanh long đến từ Kyo này phải. Và có cú double kill đến từ vị trí của Robert. Cu la đã phải nằm xuống rồi. Mặc dù là cu la 7 sao thì cũng không chịu nổi áp lực anh em ạ. Mặc dù là cu la 7 sao nhưng cũng không chịu nổi áp lực. Để thấy cho các bạn game này nó mang có một cái tính chất nó khá là cân bằng. Kyo đàm to thật sự đấy các bạn. Kyo đàm to thật sự vậy. Ôi ôi sao lao ở đấy, lao ở kia thì hai kia chết chặt luôn các bạn ạ. Lao ở vị trí của Nakuru và Robert thì hai con đó chết chặt luôn. Đốt máu chết. Liệu rằng Kyo có chết hay không khi mà ăn combo cú đấm bá chủ đến từ vị trí của Robert. Có double kill, à không, không phải cú double kill. Athena đã thức tỉnh vũ khí nha các bạn nha, cho nên là nó có hóa giải hồi máu. Ôi, chống sao Kyo đàn to thật sự đấy các bạn. Các bạn biết tại sao Kyo đàn to, cam cộng 2, cầm 3 chiến hồn ngon nhất rồi. Nếu mình chuyển chiến hồn này so sang cho ca phẩy ấy, ca phẩy nó còn khủng khiếp hơn cả Kyo đấy. Cái chiến hồn mộng sinh ấy, cái chiến hồn mộng sinh anh em, cái chiến hồn mộng sinh của con Kyo đang cầm ấy, sau này mà đắp cho con ca phẩy nó cầm thì thôi khủng khiếp lắm anh em ạ. Đây này, cái chiến hồn này này anh em này. Đó, cái chiến hồn này này anh em đọc này. Đúng không? Hiện tại đây này. Hiện tại tỷ lệ sát thương của kỹ năng năng lượng là 119.3 đến 117.2 này. Tỷ lệ sát thương của siêu tuyệt kỹ là 101 đến 148.25% đây này. Gần max rồi đây anh em này. Em nhìn thấy chưa? Đấy, sắp max rồi đấy. Đó, thêm một cấp nữa thôi là max cái chiến hồn mộ sinh thì đó lý do tại sao mà đam một kiểu rất là to. Ca phẩy của mình thì cũng đang cầm một cái chiến hồn song phi rồi. Ca phẩy cũng lên ca mai rồi các bạn nhé, cũng ba chiến hồn rồi. Cái chiến hồn thứ ba mà đang nhét vào cho ca phẩy đó là một cái chiến hồn song phi, tăng tấn công 352 điểm, phòng thủ 1140.8, sinh lực 6.600. Khi bắt đầu tỷ lệ sát thương và hút HP tất cả phe ta tăng 2.2%, duy trì cả trận. Nếu số lượng nữ trong trận là số chẵn sẽ tăng lên thành 4.4%. Hiện tại các bạn nữ, hiện tại đội hình chính của cái nick này ấy, thì đang có hai nữ đúng không? Kể để mình để đội hình này thành bốn nữ nó vẫn hợp lý đúng không? Ok, vậy là clip này chúng ta có những cái gì nhỉ? Chúng ta có một cái event nào lên Kula 7 sao đúng không? Cái thứ hai là chúng ta cũng có đội hình full 7 sao luôn. Ừ, cũng đội hình full lòe 7 sao. Các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Full 7 sao đội hình luôn. Khủng bố, cần gì nhiều đâu, thế là đẹp rồi đúng không? Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách bấm chuông thông báo để lúc nào mình ra video để anh em có thể vào xem nhá. Thank you, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.